Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni Thưa toàn thể quý vị Quý vị đang xem chương trình Điểm tin Phật sự hàng ngày của kênh truyền hình Phật sự Online TV Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 21 tháng 9 năm 2019 có những nội dung chính sau đây Thành phố Hồ Chí Minh trang nghiêm lễ tưởng niệm Quý Nhật Hòa Thượng Thích Thiện Tường và Khánh Tạ Ngôi Tam Bảo Độc Tháp lễ bá nhật chi tuần ni sư thích nữ như đức quảng nam Phật giáo miền núi Nông Sơn tham gia liên hoan văn nghệ các tôn giáo năm 2019. Đồng Nai lễ phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với công tác dân vận tại xã Phú Vinh. Thưa quý vị, vào sáng ngày 20 tháng 9, tại tổ đình Giác Nguyên đã ra nghiêm diễn ra lễ tưởng niệm Húy Nhật lần thứ 35 của Hòa Thượng Thích Thiện Tường, Hiệp Kỵ Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng Khai Sơn cùng lễ lạc thành tổ đình và an vị tôn tượng bổn sư sau 4 năm đại trùng tu. Hoàng Lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật Hội đồng chứng minh, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh, Hòa thượng thích giác tường, Hòa thượng thích như tính, thành viên hội đồng chứng minh, Hòa thượng thích thiện tánh, phó chủ tịch hội đồng trị sự, kiêm trưởng ban kiểm soát trung ương, phó ban trị sự, kiêm trưởng ban pháp chế Phật giáo thành phố, Hòa thượng thích thiện đức, ủy viên thường trực hội đồng trị sự, phó ban kiêm chánh thư ký ban kiểm soát trung ương phó ban trị sự kiêm trưởng ban kiểm soát Phật giáo thành phố, chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng quý ni trưởng ni sư sư cô các tự viện trong và ngoài thành phố, đại diện chính quyền địa phương, quý thiện nam tín nữ Phật tử khắp nơi đồng về tham dự. Hòa thượng Thích Minh Nghĩa trụ trì Tổ Đình Giác Nguyên, trưởng ban tổ chức đã đọc diễn văn khai mạc cho biết, Tổ Đình Giác Nguyên quận tư thành lập từ năm 1947 do bốn trưởng lão hòa thượng, hòa thượng Thích Hành Trụ, hòa thượng Thích Thới An, hòa thượng Thích Hành Nguyện và hòa thượng Thích Thiện Tường, từ năm 1984 đến nay, hòa thượng Thích Minh Nghĩa tiếp thừa theo di chúc và lời chỉ dạy về phương hướng tu tập thiền tịnh sông tu của cố trưởng lão hòa thượng Thích Hành Trụ, còn tu thiền nhưng cũng phải nhớ niệm Phật. Thay mặt chư tôn đức chứng minh, hòa thượng Thích Trí Quảng ban đầu tự ghi nhận công đức của hòa thượng trụ trì cũng như tăng chúng và Phật tử đã đóng góp trùng tu ngôi tổ đình giác nguyên thật trang nghiêm Tố Hảo để dâng lên cúng dường mười phương Tam Bảo, đó là việc làm vô cùng quý báu mong chư tăng ni phật tử nỗ lực tấn tu hơn nữa để tâm sáng đạo lực tăng trưởng nối tiếp tiền nhân hoàng pháp lời sanh trong thế kỷ 21 đồng thời nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho hòa thượng trụ trì cũng như tăng và phật tử tổ đình luôn an lành trong chánh pháp tiếp theo chư tôn đức lãnh đạo giáo hội chư tôn đức tăng ni các tự viện đại diện chính quyền và quý phật tử đã trao tặng những lãng hoa tươi thấm và những phần quà chúc mừng lễ lạc thành sau khi Đại Đức Thích Giác Từ đại diện ban tổ chức trình bày báo cáo tiến trình đại trùng tu và dân lời cảm niệm lên chư tôn đức, đại diện cho đạo tràng, Phật tử Hoa Tài dân lời cảm tưởng mừng lễ lạc thành. Thượng tòa Thích Trực Giáo thay lời ban tổ chức phát biểu cảm tạ chư tôn Hòa Thượng, Thượng tòa, Đại Đức Tăng, Quý Ni Trưởng, Ni Sư, lãnh đạo chính quyền cùng toàn thể Phật tử đạo tràng. Sau lễ hành chánh, ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức quan lâm chánh điện các ban lạc thành và xoáy tịnh đạo tràng, niêm hương bạch Phật cử hành lễ an vị Phật Tiếp đến, Hòa Thượng trụ trì cung tuyên tiểu sử Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng đã khai sơn tạo tự, truyền thừa mạng mạch Phật Pháp, đồng thời Pháp hội Đạo Tràng cùng danh phúc hoài niệm ân sư nhớ về công ơn giáo dưỡng của các bậc thầy tôn kính. Hòa thượng thích như tính thay mặt ban chứng minh có đôi lời huấn từ tán thán công đức hòa thượng trụ trì cùng môn đồ đệ tử tổ đình giác nguyên đã cùng nhau đài trùng tu ngôi tam bảo và thiết lễ lạc thành trong ngày tưởng niệm hòa thượng tôn sư. Đây là việc làm thiết thực đúng như pháp trong việc tri ân báo ân thầy tổ nguyện đem công đức thù thắng này cầu nguyện thì môn hưng thịnh hải chúng an hòa phật nhật tăng huy pháp luân thường chuyển phong điều vũ thuận quốc thái dân an thiên hạ thái bình chúng sanh an lạc sau nghi thức dân cơm trà cúng tổ sư ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức quan lâm trai đường chứng minh lễ tác pháp cúng dường trai tăng vào sáng ngày 19 tháng 9, Ban trị sự Phật giáo huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp cùng môn đồ Pháp Quyến Chùa Kiều Đàm đã thiết lễ tưởng niệm 100 ngày ni sư thích nữ như đức viên tịch. Để chứng minh lễ tưởng niệm của Hòa Thượng Thích Nhật Quang, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trong và ngoài huyện về chứng dự, sau thời kinh cầu quốc thới dân an thay mặt ban trì sự phật giáo huyện lấp vò đại đức thích lệ nhật đã ôn lại đôi dòng tiểu sử và đại diện phật tử dân lời hoài niệm dân cúng phẩm vật đến chư tôn đức theo đó ni sư thích nữ như đức xuất thân từ một gia đình có nhiều đời kính tinh phật pháp ni sư sinh tại gò công tiền giang sau khi xuất gia người về lấp vò và nhận chùa kiều đàm làm nơi trú ngụ từ năm 1966 với tâm nguyện quyết chí tu thành tinh tấn như gương hạnh của di mẫu kiều đàm nên khi hình thành ngôi chùa mái tranh vách lá, Ni Sư đã lấy hiệu Kiều Đàm. Ni Sư đảm đương trụ trì chùa Kiều Đàm từ năm 1984 vì tuổi cao sức yếu đã viên tịch vào ngày 10 tháng 5 năm kỷ hợi, Hà Lạp 54 năm, trụ thế 84 tuổi. Sinh thời Ni Sư rất nhiệt huyết đóng góp chung cho giáo hội kể cả vật chất lẫn tinh thần, với tín đồ Phật giáo tại địa phương được nhiều bà con tín nhiệm cuối buổi lễ thay lời chứng minh, Hòa Thượng Thích Nhật Quang đã ban lời huấn từ động viên, sát tấn, tứ chúng, luôn tu hành trang nghiêm, noi theo công hạnh của cố ni sư, làm tròn bổn phận người tu sĩ cũng như người Phật tử tại gia. Vào chiều ngày 19 tháng 9, tại văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quận Thủ Đức, Chùa Châu Hưng, số 37 đường Cây Keo, phường Tam Phú, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận đã phối hợp cùng Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy và thực hiện cuộc vận động người dân không xả rác ra đường kênh rạch vì thành phố sạch và không ngập nước. Chứng minh và tham dự về phía Giáo hội có Hòa thượng Thích Tắc Lãnh, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận, Thượng tòa Thích Hoàng Tri, Phó trưởng Ban thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận, Thượng tòa Thích Minh Truyền, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận. Chư Tôn Đức Tăng Ni đại diện các ban ngành trực thuộc, Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì trú xứ trong quận. Về phía chính quyền có bà Trịnh Thị Mỹ Huệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, bà Nguyễn Thị Thanh Luận, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, đại diện tôn giáo bạn cùng về tham dự. Bà Trịnh Thị Mỹ Huệ phát biểu khai mạc nhấn mạnh tầm quan trọng và tính cấp bách của công tác phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường. Công tác phòng chống cháy nổ phải được đặt lên hàng đầu để bảo vệ tính mạng và tài sản, đem lại bình yên cho mọi người. Công tác bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động không xả rác bừa bãi, phân loại rác đầu nguồn, hữu cơ vô cơ và các loại khác sẽ giúp môi trường sống thêm trong lành, giúp cộng đồng dân cư sống khỏe, sống thọ. Dịp này, Chư Tôn Đức được phổ biến những nội dung trọng tâm của luật phòng cháy chữa cháy, cập nhật kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy bằng hình thức trực quan, hướng dẫn thực hành thực tế, cách cứu hộ cứu nạn, cách sử dụng bình chữa cháy. Đại diện chính quyền quận bà Nguyễn Thị Thanh Luận cảm tạ sự tham gia nhiệt tình của chư Tôn đức, mong rằng chư Tôn đức sẽ truyền trao những kiến thức đã được hướng dẫn đến đồng bào Phật tử để mọi người cùng đồng hành với chính quyền địa phương trong việc xây dựng thành phố xanh sạch đẹp. Thưa quý vị vào tối ngày 18 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nông Sơn tổ chức liên hoan văn nghệ các tôn giáo năm 2019 tại trung tâm hội nghị huyện. Đây là dịp để đồng bào các tôn giáo giao lưu, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, qua đó thắt chặt mối quan hệ tình cảm, đoàn kết gắn bó giữa các đồng bào các tôn giáo trên địa bàn huyện và góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Liên hoan văn nghệ thu hút sự tham dự của các tín đồ tôn giáo trên toàn huyện bao gồm Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Nông Sơn, Hội Thánh Tinh lành Miền Nam Việt Nam, Công giáo hội thánh truyền giáo cao đài. Riêng về Phật giáo, huyện Nông Sơn có bốn cơ sở chùa đại diện tham gia, bao gồm chùa Viên Minh, Kim Sơn, Quế Phước và chùa Viên Quang. Những tiết mục biểu diễn tại liên hoan văn nghệ do các em thanh thiếu niên Phật tử, đoàn sinh gia đình Phật tử và các đạo hữu Phật tử dàn dựng công phu với nội dung thể hiện tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào truyền thống vẻ vang của dân tộc, của tôn giáo trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng như sự phát triển của Phật giáo tại huyện miền núi Nông Sơn. Ngày 17 tháng 9 năm 2019, dưới sự hướng dẫn của sư cô Hỷ Liên thuộc đạo tràng Tịnh xá Ngọc Đạo và sự chứng minh của đại đức Thích Giác Hoàng, Phó Tổng thư ký Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thường trực Ban Giáo dục Giáo đoàn Ba, hệ phái Khất sĩ, cùng chư Tôn đức Tăng Ni và gần 80 hành giả có mặt tại khóa bồi dưỡng đạo hành lần thứ 19, đã trang nghiêm làm lễ thế phát xuất gia cho Phật tử Yến Vi, từ nay với pháp danh Mỹ Hào Dịp này, Đại Đức Thích Giác Hoàng đã chia sẻ, xuất gia cần phải hủy bỏ sự chân diện về thân thể và sự ăn mặc. Nếu chạy đuổi theo hình thức tô điểm bên ngoài, người mới xuất gia dễ làm mất vẻ trang nghiêm nơi thân tướng. Hành giả cần phải tránh ăn mặc quần áo và sử dụng tư trang, dây dép với các loại kiểu dáng và màu sắc không phù hợp với nhà đạo. Việc ăn mặc nói lên cốt cách của người tu. Cùng đó, Đại Đức cũng dạy về năm đức của người xuất gia để giúp chư hành giả ý thức về sứ mạng và trách nhiệm của người tu đối với đạo Pháp. Sáng ngày 18 tháng 9 năm 2019 nhằm ngày 20 tháng 8 năm kỷ hợi, tại chùa Thiên An thị xã An Nhân đã trang nghiêm diễn ra lễ hàng thuận của chú rể Ngô Thừa Danh, pháp danh Nhuận Tâm và cô dâu Nguyễn Thị Ngọc Hiền. Buổi lễ được sự chứng minh của đại đức Thích Đồng Thành, trụ trì chùa Thiên Ân, cùng chư tăng bổn tự và sự hiện diện của cha mẹ họ hàng hai bên, thân bằng quyến hữu của đôi bạn trẻ. Tại buổi lễ, đại đức Thích Đồng Thành chia sẻ về nội dung trong kinh Thiện Sinh mà Đức Phật đã dạy để giúp đôi bạn trẻ hiểu rõ hơn về đạo nghĩa vợ chồng. Đồng thời, Đại Đức cũng căn dặn đôi bạn trẻ phải thực hành theo đúng lời Phật dạy trong kinh, giữ gìn ngũ giới trên tinh thần của người con Phật, giữ đúng bổn phận của đạo làm con để duy trì hạnh phúc gia đình. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin từ thiện. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 9 tại xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Định Quán chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện và Đảng ủy xã tổ chức lễ phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với công tác dân vận tham dự lễ phát động phong trào toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh tổ quốc cũng như hưởng ứng các hoạt động nhằm hướng tới đại hội ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam về phía giáo hội phật giáo việt nam tỉnh đồng nai có sự tham dự của thượng tọa thích đồng ngạn trưởng ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam huyền định quán ni sư thích nữ kim sơn trưởng ban từ thiện xã hội giáo hội phật giáo việt nam tỉnh đồng nai trưởng phân ban ni giới phật giáo thành phố biên hòa đại diện quan âm tu viện biên hòa tại buổi lễ ni sư thích nữ kim sơn đại diện chi hội chữ thập đỏ quan âm tu viện trao nhà tình thương tặng quà cho người dân nghèo tại xã phú vinh sau đó ni sư cùng phái đoàn cũng đến tại địa phương để trao nhà tình thương cho bà con Bên cạnh việc tổ chức tuyên truyền pháp luật hướng dẫn xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự cho đoàn thể, các áp tổ chức nhân dân, đợt nhân vật lần này cũng có nhiều hoạt động thiết thực để giúp dân, cụ thể như xây dựng 13 căn nhà tình thương đồng đội, tặng quà cho 200 hộ dân nghèo, tổ chức dọn dẹp vệ sinh, nạo vét cống rãnh, phát quang đường xá và trồng cây xanh tạo cảnh quan xanh sạch đẹp trên địa bàn. Tổ chức thăm hỏi tặng quà các cơ sở tôn giáo và những người có uy tín trên địa bàn. Sáng ngày 20 tháng 8, ni trưởng Quý Liên, tỉnh xã Ngọc Cơ, thành phố Đà Nẵng đã hướng dẫn chư ni và Phật tử tỉnh xã đến trao tặng quà cho đồng bào vùng lũ tại xã Văn Hóa và xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình với tổng kinh phí là 150 triệu đồng. Để chia sẻ một phần những mất mát về người và của cải, mong bà con khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, chư ni tỉnh xã Ngọc Cơ và Phật tử đã chung tay đóng góp và trao tặng 300 phần quà đến bà con, mỗi suất quà bao gồm 10 kg gạo, một thùng mì, một bị thư 300.000 đồng phần quà tuy nhỏ bé nhưng gói gọn hết tất cả tấm lòng của chư ni và phật tử gần xa hướng về chia sẻ yêu thương đến bà con mong bà con nhân dân vùng lũ có đầy đủ sức khỏe vượt qua lúc khó khăn này và mau chóng ổn định cuộc sống Sáng ngày 20 tháng 9, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, thành phố Hồ Chí Minh do Đại đức Thích Từ Luận, trưởng ban Kinh tế Tài chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hương Hóa làm trưởng đoàn, đến và tặng quà tại vùng sâu vùng xa huyện Hương Hóa tỉnh Quảng Trị. Đoàn đã tặng 310 xuất quà cho các gia đình khó khăn huyện Hương Hóa bị ảnh hưởng thiên tai lũ lụt vừa qua, đặc biệt là đồng bào thiểu số ở vùng sâu vùng xa. Mỗi xuất quà bao gồm gạo, mì ăn liền, đường giá trị khoảng 200.000 đồng và 550.000 đồng tiền mặt cho các hộ gia đình khó khăn huyện Hứa Hóa bị thiên tai lũ lụt vừa qua. Tại đây, Đại Đức Thích Tự Luận đã gửi lời thăm hỏi đến tất cả đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai lũ lụt vừa qua và động viên bà con sớm khắc phục khó khăn thưa quý vị chương trình điểm tin hàng ngày của kênh Phật sự Online TV xin được kết thúc tại đây kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý vị vô lượng an lạc vô lượng các tường và thành tựu mọi sở nguyện nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật